từ trong ra, ông địa bên tay trái, ông thần tài bên tay phải. Nếu các vị có thờ thêm vị thần tài Nhật Bản Mahakala thì để chính giữa. Phía sau là bài vị có lông không, như hương, ở nhà phải toàn chỉ thắp nhang không tâm. Bên cạnh là cái bao ăn lưu đất đủ. Đây là lọ ngũ cốc, đây là thỏi vàng, bình hoa, năm chung nước, cặp đèn cây, và trên đây có thêm một cặp đèn cây chung đồng. Ông cốc không có ngậm tiền thì bên ban ngày xoay ra ngoài, ban đêm xoay vào nhà, còn ông cốc có ngậm đồng tiền thì luôn xoay vào nhà hoặc là xoay vào bát hương. Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Sau đây Khải Toàn xin chia sẻ 22 pháp khí trên bàn thờ thần tài thổ địa và ý nghĩa từng vật. Các vị lưu ý, đồ dùng nên chọn bằng sứ vì sứ thuộc thổ. Khác với bộ pháp khí bàn thờ Phật thì đa phần dùng trắng hoặc vàng. Đặt vật phẩm gì, pháp khí gì, cách đặt ra sao cũng quan trọng không kém, nhưng không quan trọng bằng hiểu việc mình đang làm và làm từ tâm thành. Tâm thành thì việc sẽ ứng. Giả dụ cúng bái không nên sát sanh, không nên đốt nhiều giấy tiền vàng mã ảnh hưởng đến hàng xóm, và nên được cả những người trong gia đình thuận ý, vì gia hòa vạn sự hưng. Video này được trích ra từ bài Cách bài trí thần tài thổ địa buôn mai bán đắt. Các vị có thể xem lại trong kênh YouTube hoặc xem chi tiết trên website về toàn bộ ý nghĩa thờ phụng thần tài thổ địa. Chư vị lưu ý, pháp khí thứ 22 là tâm thành từ gia chủ, là điều không thể thiếu. Bàn thờ có thể to, xính lễ có thể nhiều ra sao, khi tâm không thành cũng vô nghĩa. Ví như một người có tướng hảo nhưng lại thiếu lòng bao dung chính trực. Người có tâm thành dù ngày ngày đứng trước bàn thờ không cần thắp nhang vẫn được gia hộ. Cây nhang là hương vật chất, chỉ có tâm thành là hương bay ngược gió về cõi thiên. Người có tâm thành trong việc thờ phụng lại chịu khó nghe kinh nghe pháp là người tự khai mở trí huệ cho mình, ngộ ra rằng sống trên đời phải chân thành đối đãi với người, dù đôi lúc có thiệt thòi thì cũng hiểu rằng thiệt thòi là phước. Vì vậy trong 22 pháp khí, Khải Toàn khuyến nghị tâm thành người thờ phụng là điều không thể thiếu, là điều phải có. Giả dụ chưa có tâm thành thì có thể nuôi dưỡng từ hôm nay, nhân lành sẽ có quả thiện. Trước tiên Khải Toàn xin giới thiệu những vật nên có trên bàn thờ thần tài thổ địa. Hai tượng ông thần tài thổ địa là dĩ nhiên. Các vị có thể chọn tượng bằng bột đá, bằng sứ, nhưng nhất định sắc thái hai ông phải thật vui tươi. Ở video trước, 8 khẩu quyết thờ thần tài thổ địa đã lý giải về hai ông, đã nêu rõ ý nghĩa về hai ông thần tài thổ địa. Bài này Khải Toàn xin phép không nêu lại. Tuy nhiên, xin giới thiệu với các bạn thêm một vị thần tài rất được mọi người yêu mến, nhưng không phải ai cũng hiểu hết ý nghĩa. Đó chính là Ngài Mahakala. Ngài là Đại Hắc Thiên Mahakala, hay còn biết đến với tên Thần Tài Nhật Bản. Vì được rất nhiều người Nhật thờ phụng, Ngài là một trong 7 vị thần may mắn của người Nhật. Thần Tài Mahakala có khả năng loại trừ năng lượng tiêu cực, mang lại may mắn, tài lộc, điều lành cho gia đình thờ phụng. Ngài có 75 hình tướng. Hình tướng dễ gặp nhất là mang một túi tiền to ở lưng, hay vác một thỏi vàng thật lớn. Mời các bạn xem thêm bài giới thiệu về Mahakala ở đề mục số 21 trong bài này. Trên bài vị thần tài có hai con rồng ở hai bên, ở giữa là 5 dòng chữ Hán. Bài vị thần tài được đọc theo thứ tự từ phải sang trái, từ trên xuống dưới theo hàng dọc. Đây là ý nghĩa trên bài vị. Bát nhang về mặt hình thức, bát nhang chỉ là vật để cắm nhang. Nhưng tùy theo vùng miền và văn hóa, có những nơi xem trọng bát nhang trên bàn thờ, không dám đụng chạm đến, đợi rất lâu ngày không lau dọn bát nhang. Có cả những người không dám động đến bát nhang trong thời gian rất dài. Người xem trọng bát nhang, họ xem đây là nơi kết nối tâm linh, là nơi giáng của thần thánh.
hương linh, tổ tiên. Khải Toàn xin nhắc lại, tùy vào văn hóa tín ngưỡng mỗi người, mỗi vùng về việc này, các bạn có thể xem trọng bát nhang, nhưng sẽ không ý nghĩa nếu bàn thờ bụi bặm thiếu vệ sinh. Nếu không mở lòng cảm thông, hòa thuận với những người trong gia đạo đều là vô nghĩa. Bình hoa trên bàn thờ tạo nên sự trang trọng. Mỗi khi dâng hoa, dù là hoa trên bàn thờ thần tài đi nữa hay bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, gia chủ có một cảm giác rất nhẹ nhàng, thêm phần tâm an tĩnh. Dâng hoa lên bàn thờ còn tượng trưng cho vô thường, nay đẹp mai sẽ tàn, đại biểu cho có sinh có diệt, để người dâng hoa hiểu được quy luật của tự nhiên, không chấp vào thứ phai tàn hay mất đi. Nếu hoa đại diện cho vô thường thì trái cây trên bàn thờ đại diện cho nhân quả, nhưng nào quả ấy là điều không phải bàn. Có những quả trổ chậm, có những quả trổ nhanh. Ví như cây ớt thời nay chỉ cần một tháng là có trái, nhưng khi trồng cây cam, cây bưởi sẽ mất vài năm. Trái cây trên bàn thờ đại diện cho nhân quả, nhắc nhở người đời nên gieo nhân lành sẽ gặp quả thiện. Cặp đèn trên bàn thờ, đèn dầu hay đèn điện đều có ý nghĩa tương tự. Hoa là vô thường, có sinh có diệt, trái cây là nhân nào quả ấy, thì đèn trên bàn thờ đại diện cho trí tuệ, cho ánh sáng tâm thức. Ánh đèn này không phải soi sáng bàn thờ, mà soi sáng cả tự chân tâm của người thờ phụng, giúp gia chủ cân bằng đời sống và tâm linh, nhắc nhở nghĩ lành, làm lành, nói lành. Ngọn đèn trên bàn thờ soi sáng người thờ phụng, giúp sống từ tâm thành như câu chuyện Ngọn đèn ở núi Tu Di. Ngọn đèn ở núi Tu Di nói về một bà lão lấy hết vài đồng lẻ trong túi mua một ít dầu để cúng dường Phật khi biết tin Đức Phật vừa ghé qua tỉnh xá. Người bán dầu biết bà có lòng thành, tặng thêm cho bà một ít dầu và cho bà mượn một chiếc đèn để bà cúng dường Đức Phật. Khi bà đến tỉnh xá, nơi này sáng rực rỡ như ban ngày với vô số ngọn đèn từ những người giàu có và cả nhà vua. Ba ngày đêm sau, mọi ngọn đèn dầu đều đã cạn, mọi ngọn đèn đều đã tắt, chỉ có ngọn đèn dầu của bà lão vẫn cháy sáng. Tin này lan truyền khắp cả thành. Ngọn đèn kỳ diệu của bà lão nghèo khổ không thể bị thổi tắt là một trong những câu chuyện Phật giáo nổi tiếng được nhiều người biết đến. Bà lão sau khi trở thành Phật được gọi là Phật Tu Di Đăng, ngọn đèn ở núi Tu Di. Mỗi khi chư vị nhìn thấy đèn trên bàn thờ, hãy tự nhủ lòng giữ cho ngọn đèn trong tâm luôn soi sáng. Nước đại diện cho sự sống, nước sạch là sự tinh khiết cho vạn vật sinh trưởng. Bàn thờ Phật dùng 3 chung nước, thì bàn thờ thần tài thổ địa có 5 chung nước. Số 5 này đại diện cho ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Số 5 này đại diện cho ngũ phương, 4 hướng đông, tây, nam, bắc và chính giữa. Số 5 này đại diện cho nhân, nghĩa, lễ, chí, tính. Số 5 này đại diện cho 5 giới trong nhà Phật: không sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. Số 5 này còn đại diện cho chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Dù ý nghĩa thế nào, năm chung nước trên bàn thờ nhắc nhở chúng ta làm lành, sống thiện, cân bằng đời sống âm dương. Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Khi nào thì thay hũ muối gạo trên bàn thờ thần tài thổ địa? Có nên thay hay không? Tùy tâm và điều kiện, thông thường 2 đến 4 tuần thay một lần, cũng như thường xuyên vệ sinh bàn thờ để giữ nét trang nghiêm. Chúng ta có thể dùng 2 hũ hoặc 3 hũ muối, gạo, nước tượng trưng cho cuộc sống ấm no, sung túc, bình an. Gạo, muối, nước còn đại diện cho có làm mới có ăn, biết dành dụm tích trữ mới có cuộc sống ấm no. Về ý nghĩa hũ gạo trên bàn thờ thần tài thổ địa, từ thời xưa hạt thóc, hạt gạo trong dân gian người xưa được xem là ngọc trời, là thực phẩm nuôi dưỡng, nuôi sống con người chúng ta. Hũ gạo trên bàn thờ đại biểu cho sự biết ơn đến những vị thần, biết ơn thần đất, thần trời đất đã mang đến cho chúng ta nghề trồng lúa. Vì thế, hũ gạo trên bàn thờ tượng trưng cho sự dâng lễ đến thần tài thổ địa.
Ý nghĩa hũ muối trên bàn thờ thần tài thổ địa. Hũ muối trên bàn thờ tượng trưng cho sự ấm no của thức ăn. Từ thời xưa, hạt muối được biết đến là một thứ quý giá khó tìm, có giá trị cao với nhiều người. Hũ muối trên bàn thờ đại diện cho điều lành, sự sung túc. Về ý nghĩa của nước, nước đại diện cho sự thanh khiết và sự sống vạn vật của đất trời. Đặt nước trên bàn thờ với mong muốn có một cuộc sống thuần khiết, tâm thanh tịnh, giữ lòng tinh khiết như nước. Bên trên là 8 vật nên có trên bàn thờ thần tài thổ địa. Sau đây là những pháp khí có thể thêm trên bàn thờ thần tài thổ địa tùy vào điều kiện và tâm thành của mỗi người. Cốc ba chân, tam cước, thiềm thừ hay còn gọi là cốc thần tài là tên gọi của ông cốc, có thể được đặt ở nhiều vị trí trong gia đình, phổ biến nhất là trên bàn thờ thần tài thổ địa, mang hiệu quả kích hoạt thiên khí nhằm chiêu tài lộc. Sự tích thời xưa, Lưu Hải vốn là đệ tử của Lã Động Tân, thường đi khắp nơi hàng yêu phục ma. Thời ấy, Kim Thiềm là một con yêu quái chuyên hại dân, thường quấy phá đời sống của người dân rất hung bạo. Với tài trí và mưu kế của mình, Lưu Hải đã hàng phục được Kim Thiềm, để nó đi theo tu luyện, trở thành cốc thần. Trong quá trình phục hàng cốc ngậm tiền đã bị mất một chân, nên còn gọi là cốc ba chân. Từ khi theo tiên ông tu luyện, cốc thần đi khắp nơi nhả châu báu vàng bạc giúp đỡ dân lành. Chính vì thế quan niệm nhân gian cho rằng Kim Thiềm thường xuất hiện vào đêm trăng tròn, nơi nào có cốc ngậm tiền đi qua của gia đình gia chủ ấy sẽ có tài lộc. Do đó, cốc ngậm tiền thường được đặt trong nhà, thường được đặt ở bàn thờ thần tài thổ địa để mong cầu của cải tài lộc cũng như việc làm ăn buôn bán được nhiều may mắn. Về cách đặt cốc ngậm tiền, ban ngày mặt hướng ra cửa, ban đêm mặt quay vào nhà. Tuy nhiên, các vị nên tìm hiểu có hai công năng như sau. Các vị xem hình, trước tiên là cốc có đồng xu ở miệng, được gọi là kim thiềm thừ. Ngay trên miệng cốc có sẵn đồng tiền, ý nghĩa là của cải tài lộc có sẵn, ngậm sẵn của cải tài lộc. Cốc ngậm tiền khi đặt trong nhà nên đặt ở một vị trí cố định, mặt cốc hướng vào trong nhà hoặc là mặt cốc hướng vào bát nhang để cốc nhả tài lộc, mang đến nhiều may mắn, mang đến tài lộc cho gia chủ. Về ông cốc không có đồng xu ở miệng mà có hai sâu tiền vắt hai bên hông, chính là miệng cốc không ngậm tiền, nên ban ngày gia chủ có thể xoay mặt cốc ra hướng cửa để thu hút tài lộc, ban đêm xoay cốc vào hướng nhà để nhả tài lộc. Trên thị trường có rất nhiều thiềm thừ đẹp, nhưng Khải Toàn thường chọn đồ đồng, tại vì đồ đồng thường có công năng hóa sát tốt hơn bằng đá. Tương tự như đèn trên bàn thờ, ánh sáng của nến đại diện cho trí tuệ. Cặp nến là biểu tượng cho ánh sáng của thiên liêng, dẫn lối cho con người đến sự giác ngộ. Màu sắc của nến có thể dùng theo phong thủy, tùy vào mệnh khuyết ngũ hành của gia chủ để lựa chọn phù hợp. Âm thanh của chuông là âm thanh tỉnh thức, thức tỉnh chúng ta thoát khỏi sự mê muội. Giả dụ ngày ngày mãi lo làm ăn kiếm tiền mà quên đi chăm sóc người thân, chăm sóc bản thân, quả là mất cân bằng. Âm thanh này không những thức tỉnh chúng ta, còn có thể xua tan khí xấu, làm trong sạch từ trường xung quanh khi thỉnh chuông. Đặt một chiếc chuông đồng trên bàn thờ thần tài thổ địa hay bàn thờ Phật, bàn thờ gia tiên, mỗi sáng khấn nguyện thỉnh vài hồi chuông là một điều đặc biệt. Chuông đồng là kim, rất phù hợp trợ vận cho người thiếu kim thường sinh vào mùa xuân hè. Với người sinh mùa thu đông, đa phần thị kim, đa phần kỵ kim có thể thay thế chiếc chuông đồng bằng một chiếc mỏ mọc. Chiếc mỏ mọc là âm thanh này cũng có công năng tương tự. Công là một loài chim cao quý, vẻ đẹp quý phái và dáng chim và bộ lông màu sắc rực rỡ. Vào thời xưa, bậc vua chúa hay quan lớn mới có thể sử dụng bộ lông công này, như việc chiếc mũ lông công được chỉ định cho những quan cấp cao. Người xưa tin rằng đặt lông công ở bàn thờ sẽ mang đến những điều tốt đẹp, may mắn cho gia đạo. Trong phong thủy học, lông công đặt cạnh bàn thờ thổ địa hay bàn thờ gia tiên sẽ giúp bình hòa khí âm dương cho ngôi nhà sinh sống, giải trừ vận khí kém và mang lại điều tốt lành. Thông thường nên đặt hai lông công ở hai bên bàn thờ tạo sự đối xứng. Nếu không gian thờ phụng không cho phép vẫn có thể đặt một bên, nhưng cần thẩm mỹ và trang trọng. Trong trường hợp diện tích quá nhỏ, các vị có thể dùng liễn lông công để dán lên bài vị.
Trong phong thủy học Hoa Sát, đồ đồng có công năng lớn và không đắt. Hai sao tiền đồng treo hai bên bàn thờ có công năng mang lại từ trường lành cho bàn thờ thần tài thổ địa, hóa sát khí xấu. Khi chọn sao tiền đồng tùy vào trang thờ lớn nhỏ nên chọn loại 6 hoặc 4 đồng, cũng có thể chọn sao có trái hồ lô đồng. Tiền đồng ngoài có công năng hóa sát, tiền đại diện cho kim, đại diện cho tài lộc trên bàn thờ. Công năng đá thạch anh như thế nào? Không thể phủ nhận từ trường lành của đá thạch anh mang lại nhiều công năng đặc biệt mà mắt người khó có thể nhận ra. Từ trường đá thạch anh mang lại giúp năng lượng bình hòa, hóa sát khí xấu. Chính vì thế đá thạch anh rất được ưa chuộng mà giá thành không quá đắt. Có hai cách dùng đá thạch anh trong bát nhang. Cách 1, trong bát nhang thay vì dùng cát thông thường, chúng ta dùng một ít đá thạch anh vụn ở bên dưới bát nhang. Phần trên vẫn cho cát vào nhằm giữ cho nhang đứng khi cắm vào. Cách 2, dùng toàn bộ đá thạch anh nhuyễn thay cát. Nếu không dùng đá thạch anh nhuyễn hoặc vụn trong bát nhang để thay cát, chúng ta có thể đặt một trụ thạch anh cạnh bàn thờ nếu không gian và tài chính cho phép. Cát chỉ là một vật trong bát nhang có công năng giữ cho nhang thẳng khi cắm. Ví như khi ta bày biện bàn để cúng giữa nhà, chúng ta có thể cắm nhang vào ly gạo, cắm vào trái cây. Việc thay cát bằng đá thạch anh giúp thêm từ trường lành trên bàn thờ. Khải Toàn xin các vị lưu ý, không từ trường nào lành và mạnh bằng từ trường chính con người tạo ra bằng nghĩ thiện và làm thiện. Những lưu ý khi chọn ngũ hành và màu sắc của đá thạch anh. Đá thạch anh có tím là hỏa, xanh lá là mộc, đen là thủy, trắng là kim. Có 3 phương pháp để chọn. Phương pháp thứ nhất là dùng ngũ hành mệnh khuyết của nam hoặc nữ gia chủ, chọn người có ảnh hưởng nhất trong nhà. Phương pháp thứ hai là xét theo phương vị đặt bàn thờ. Mỗi phương vị trong ngôi nhà cần một ngũ hành cụ thể theo quẻ huyền không phi tinh. Phương pháp 3 là xét theo hậu thiên bát quái. Mỗi hướng trong nhà đại diện cho một thành viên. Dựa vào mệnh khuyết của thành viên ấy, đúng vào phương vị nào để chọn đá tương tự. Giả dụ nam gia chủ sinh mùa hè kỵ hỏa thiếu thủy, nam gia chủ đại diện cho cung Tây Bắc, bàn thờ đặt ở Tây Bắc nên chọn đá thạch anh đen. Mời các bạn nhìn đồ hình và xem hình minh họa. An lư bát bủ, vật này mang ý nghĩa tượng trưng, không phải pháp khí có công năng cao. Người xưa tin rằng 8 món này có công năng tốt lành, nên cho vào một túi gọi là túi bát bủ, dùng để đặt cạnh bên bát nhang thần tài thổ địa. Hé mở miệng túi cạnh bát nhang, miệng túi có công năng hút tài lộc mang lại nhiều may mắn. Hiển nhiên vàng được xem là châu báu, là giàu có. Kim nguyên bảo là thỏi vàng tài lộc, là vật phẩm phong thủy đặt trên bàn thờ thần tài thổ địa hầu như ai cũng biết, có công năng thu hút tài lộc thêm may mắn. Thỏi vàng này có thể bài trí riêng. Nếu có bát tụ bảo thì nên đặt thỏi vàng bên trong bát sẽ hợp ý nghĩa về tích tụ tích tài lộc. Hiện nay ngoài thỏi vàng còn có những lọ vàng bên trong là những lát vàng rất đẹp. Chén tụ bảo lưu ly, bát tụ bảo, tụ bảo tồn, bát tụ lộc là tên gọi chung của vật phẩm này, thường được đặt ở tài vị trong ngôi nhà hoặc bàn thờ thần tài thổ địa. Bát tụ bảo được tin rằng có tác dụng hóa sát tà ma, hóa sát khí hung họa, những thế lực tâm linh không lành, mang lại sự hài hòa tốt lành cho ngôi nhà. Tuy nhiên cần phải xem phương vị đặt và vật phẩm này bằng đá gì. Nếu làm bằng nhựa thì hoàn toàn không có công năng này. Ngoài công năng giảm trừ khí xấu còn có thể tích tụ bảo vật tài lộc như đúng tên gọi. Vào thời xưa, ngũ cốc là lương thực rất cần thiết, chỉ những gia đình khá giả mới có thể dùng, luôn được cất giữ rất cẩn thận. Ngũ cốc là 5 loại hạt và đậu, tượng trưng cho sự ấm no quanh năm, dâng lên bàn thờ để biết ơn thần tài thổ địa. Ngày nay có rất nhiều chai lọ ngũ cốc trang trí rất đẹp, hình thức rất bắt mắt. Tuy nhiên, sau 3 đến 6 tháng, chúng ta nên thay một lần, không nên để mãi. Đặt tượng con giáp lên bàn thờ thần tài thổ địa. Phương pháp này khá hiệu nghiệm để cuộc sống thêm cơ hội gặp được quý nhân. Có 2 phương pháp cơ bản để tìm ra đúng con giáp mang mật mã quý nhân của riêng mình. Tìm mua tượng theo con giáp ấy đặt lên tay trái của bàn thờ. Tay trái từ trong nhìn ra. Chúng ta vẫn có thể đặt lên bàn làm việc.
Phương pháp 1, tra lịch vạn niên hay áp lịch Việt, xem thiên can ngày sinh của mình là gì. Sau đó tìm theo bảng này và tra ra, ta sẽ tìm ra được thiên ất quý nhân. Các bạn nhìn vào hình minh họa để lấy được lá số. Giả dụ một người sinh ngày Giáp hoặc ngày Mậu, quý nhân sẽ là Sửu hoặc Mùi, mua tượng trâu, dê đặt lên bàn thờ. Phương pháp thứ hai có vẻ dễ hơn, xét theo mùa sinh. Với người sinh mùa xuân, quý nhân sẽ là gà hoặc khỉ. Sinh mùa hè, quý nhân sẽ là chuột hoặc heo. Sinh mùa thu, quý nhân sẽ là mèo hoặc hổ. Và sinh mùa đông, quý nhân sẽ là Tỵ, Ngọ, Mùi. Tuy nhiên trong cuộc sống, chẳng thể có quý nhân hay gặp gỡ quý nhân nếu đời sống của gia chủ không mở lòng với những người xung quanh. Vì sao tượng Di Lặc thường đặt trên bàn thờ thần tài thổ địa? Và tượng của Ngài thường đặt trước cửa của mỗi ngôi chùa. Phật Di Lặc vốn được biết đến là vị Phật ở tương lai, là vị thay thế Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đại diện cho phúc khí hào sảng, không để lòng bất cứ điều gì, luôn hoan hỷ. Phật Di Lặc không chỉ mang lại sự an hòa, bình an, cơ hội thêm con cháu, mà mang cả may mắn về tài lộc thông qua những tượng Phật Di Lặc và cả túi bạc, túi vàng Ngài mang theo. Chính vì điều đó, tượng Phật Di Lặc được yêu thích và đặt trước cửa chùa, trước cửa nhà và đặt trên bàn thờ thần tài thổ địa, hy vọng mang đến những điều vui vẻ tốt lành. Ý nghĩa tượng Phật Di Lặc và sáu đứa trẻ. Sáu đứa trẻ vây quanh Ngài đại biểu cho sáu thức của con người: mắt, tai, mũi, thân, ý. Người đau khổ thường bị sáu thức này lừa dối. Sáu thức dễ bị lôi kéo bởi sáu trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là hình sắc, thấy đẹp thì mê mẩn. Thinh là âm thanh, nghe lời ngon ngọt lại say đắm. Hương là mùi vị, khó cưỡng trước mùi vị của đối phương, mùi vị của những thứ hấp dẫn. Vị là vị của đồ ăn, đã ăn quen thì khó mà bỏ được. Xúc là sự xúc chạm, thích êm ái nhẹ nhàng. Và cuối cùng là pháp, pháp là đối tượng của ý thức. Thích có cái này, thích có cái kia. Sáu đứa trẻ quấn lấy Phật Di Lặc là sáu tinh giặc mỗi ngày gây chướng ngại cho chúng ta. Ý nghĩa hình tượng Đức Phật Di Lặc và ba đứa trẻ. Ba đứa trẻ quấn lấy Phật Di Lặc là tiểu đồng, tiểu phúc và tiểu quỷ, mang ý nghĩa cầu con cái, cầu gia đạo an hòa. Ý nghĩa hình tượng Đức Phật Di Lặc và năm đứa trẻ. Đây được gọi là Phật Di Lặc ngũ phúc, là hình tượng cùng năm đứa trẻ vui đùa xung quanh Ngài, tượng trưng cho phúc, lộc, thọ, khang, ninh. Phúc là phước lành, lộc là tiền tài, thọ là trường thọ viên mãn, khang là sức khỏe dồi dào, ninh là tượng trưng cho an lạc. Ý nghĩa hình tượng Đức Phật Di Lặc và hai đứa trẻ được gọi là nhị phúc, cầu cho con gái đủ trai đủ gái. Và ý nghĩa hình tượng Đức Phật Di Lặc và một đứa trẻ là nhất phúc. Nhà nào chưa có con hay hiếm muộn con cái thì cầu con cái. Nhà có con rồi thì cầu cho gia đạo an hòa, hạnh phúc, thêm vui trên thuận dưới hòa. Ngài Mahakala còn được biết đến là Đại Hắc Thiên, là một vị thần hộ pháp được biết đến trong Ấn Độ giáo, Phật giáo Mật Tông và Phật giáo Tây Tạng. Ngài rất được tôn kính, nhất là Tây Tạng và Phật giáo bí truyền của Nhật Bản. Maha nghĩa là đen, là tuyệt vời. Kala là biểu thị của thời gian, do đó Mahakala có nghĩa là tuyệt vời vượt thời gian. Đại Hắc Thiên Mahakala thường có hình tượng thân hình màu đen và xuất hiện thêm 72 hình tướng khác nhau. Mỗi hình tướng là một hiện thân của Phật hay Bồ Tát khác nhau. Màu đen đại diện cho sự vắng mặt hoàn toàn của màu sắc và nó thể hiện ý nghĩa thực sự của Ngài. Ngài thực sự tuyệt đối hay thực sự tối thượng, siêu việt dưới mọi hình tướng. Người thờ phụng Mahakala đều tin rằng có thể trừ tà ma, loại đi năng lượng tiêu cực từ bên ngoài, thu hút tài lộc cũng như tăng cường những điều thiện lành. Hình tướng màu đen của Ngài đại diện cho sự phẫn nộ, tiêu trừ cái ác, nhưng trong phẩm chất là đánh thức lòng từ bi của con người. Phật dạy trong kinh, muốn giàu có phải biết bố thí, biết mở lòng với chúng sinh. Năng lực của hình tượng màu đen của Ngài còn có công năng vượt qua khó khăn, loại bỏ tức giận và ganh ghét của con người, chuyển hóa thành từ bi.
Tại Nhật Bản, Mahakala tương truyền với cái tên Daikokuten là một vị thần phù hộ cho các gia đình. Ngài là một trong 7 vị thần may mắn trong dân gian của Nhật. Chính vì thế, Ngài là vị thần của sự kinh doanh phát đạt, biểu tượng cho tài lộc nên rất được những doanh nhân Nhật Bản yêu mến. Với hình tướng quen thuộc là miệng cười thật tươi, tay phải cầm một chiếc vồ hút tiền và tay trái cầm một bao tiền vàng to lớn. Trong dân gian Nhật Bản, Ngài là vị thần được cho rằng giàu có nhất trong 7 vị thần, tức là thất phúc thần Nhật Bản. Vì những điều tốt lành ấy, Mahakala được thờ phụng rộng rãi. Tượng Ngài được đặt trong nhiều gia đình, họ tin rằng mang lại may mắn, tiền tài, công việc phát đạt. Tâm thành từ gia chủ. Đây chính là bảo bối quan trọng nhất. Thờ phụng hoành tráng như thế nào, bàn thờ to nhỏ ra sao, lễ vật có nhiều ra sao, tất thảy chỉ là hình tướng. Không khéo chấp vào của anh kém hơn của tôi. Tâm thành chính là hạt giống thiện lành. Hạt giống tốt thì cây sẽ đơm hoa kết trái tốt. Dù Khải Toàn có khuyến nghị như thế nào, nhưng chư vị nên tìm hiểu những đề mục mình thờ. Những gì Khải Toàn chia sẻ từ kiến thức và kinh nghiệm, nhưng chính các vị tự quán xét xem có phù hợp với mình hay không. Giả dụ chư vị thích bàn thờ thật to, to tầm 1 mét, chọn hai ông thần tài thổ địa to tận 15 đến 20 inch, nhưng không gian đặt bàn thờ lại khá nhỏ, khó lòng phù hợp. Thờ phụng thiên hay không, không ở bàn thờ to mà xuất phát từ lòng thành và cả được lòng những người trong gia đạo. Làm sao để được lòng những người trong gia đạo? Người biết cảm thông là người tạo ra năng lượng thiện lành cho chính ngôi nhà mình sinh sống. Đó chính là phong thủy tốt. Việc thờ phụng hay không là ở vế sau. Người đối người tiếp vật chân thành, hài hòa là phần dương. Người thờ phụng phù hợp là dung hòa phần âm. Âm dương bình hòa là cảnh giới của phước lành. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc. Chúng ta nên chọn một ngày trừ. Ví dụ là hôm nay là ngày Đinh Hợi, Hợi là ngày âm. Ngày trừ là những ngày bắt đầu từ ngày Sửu. Sửu. Ngày Tý là ngày dương, ngày Sửu là ngày âm. Tính theo đốt ngón tay thì đốt thứ nhì là ngày âm. Ví dụ là ngày Sửu, ngày Mão, ngày Tỵ, Mùi, Dậu, Hợi. Mùi, Dậu. Thì trong đây chúng ta có hai cách chọn ngày lành để dọn bàn thờ hoặc là thay bát hương gì đó. Một là chúng ta chọn ngày âm, hai là chúng ta chọn ngày Long Hổ. Ngày Long Hổ là ngày Dần và ngày Thìn. Ví dụ ngày Dần, Dần là Hổ, Thìn là Long. Ta chọn những ngày này để trấn áp quỷ thần, chọn ngày Long Hổ hoặc là chọn ngày âm.